Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã đến kênh Chăn Nuôi Bến Tre. Hôm em lên ba mà đợt này là ít tràn của chú anh chị, ba mà này cũng bự bò hết đâu của chú anh chị ha. Nhưng mà cô chú xem nội dung thấy cái giá cả nghĩ mua liên hệ cho em ha. Rồi hình ảnh ra là quay ban đợt của chú anh chị thấy không ha. Hai con là cao khoảng 1m15 bò, con nhỏ nhất là cao 1m06 bò ha chú anh chị. Mấy con này là bự hết rồi. Quay con đầu tiên cho chú xem là chân cẳng nè, móng sò luôn chú anh chị thấy không đó. Hình ảnh là con chú anh chị thấy không, ban đợt hen, chân cẳng là xương to, móng sò cô chú anh chị thấy không, cầm đứng thẳng hết nè, con đẹp của chú anh chị ha. Hai con cao khoảng 1m15, con nhỏ là cao 1m06 ha chú anh chị. Đây xương sóc nè, chân cẳng nè thấy không cô chú chị, ba con móng sò hết nè thấy không. Đây móng là cầm đứng thẳng hết chú anh chị ha. Con nhỏ nhất nè 1m06 rồi cô chú chị, cực kỳ không. Đây đó, ba này hai con đầu trội, con có sừng ha, kem pháp hết của chú anh chị. Thì ba này anh chủ nhà cũng bán giá là 49.500 ha chú anh chị. Đó ba con 49.500, cô chú anh chị ở gần xa muốn mua liên hệ cho em ha, ban được không. Con nhỏ nhất là 5 tháng rưỡi, mà 6 tháng hơn. Mấy này thì tại bò thiếu ăn của chú anh chị ha, thì cô chú anh chị về mua mình dỗ lên. Mấy cái bò lẻ tiền vậy là mình dỗ lên mau lên phát không chú anh chị, không phải bò bệnh gì đâu ha. Mình bò lẻ tiền mình bự rồi mình có nấu tàn nè, mình dỗ lên này nó lợi nhuận sẽ cao hơn ha chú anh chị. Bò này thì chích người viêm da hết trơn rồi. Ba này thì cũng dẻo dẻo à ha. Đó chân cẳng là chân xương to hết, chân quan sát là ba con không có chân nào bú xe xuống lún xuống được gì hết của chú anh chị. Này nhỏ nhất nè thấy cực kỳ không. Đó thì mong cô chú chị ở gần xa mua ban này liên hệ cho em, hoặc muốn gặp chủ nhà thì liên hệ cho em cho số chủ nhà thì cho cô chú chị mình nói chuyện chủ nhà ha. Đây chân cẳng xương sóc to hết nè, móng sò ha, đứng thẳng lẳng rồi cô chú chị thấy không, cực kỳ không. Ba con này chỉ giá là 49.500, cực kỳ yêu thương luôn. Đó ăn bò này ăn uống mạnh đùng hết trơn của chú anh chị ha. Tại người ta bỏ bê nè, chuồng đông tách con ở xóm bỏ nè, nên nó thì dễ dẻo bò không được ấy, nó là tiền nào cô nấy ha chú anh chị. Thôi mong cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em, cực kỳ không. Nè quay tầm xa cho cô chú thấy lỗ mấy bò ha. Đó đó thì cô chú anh chị gần xa muốn mua liên hệ cho em ha. Cái đuôi chạy đuôi nè phát thăng hơn chú anh chị. Có hình ảnh em quay đứng xa cho cô chú vậy thấy lõ bò ha, chứ gần quá mình cũng không thấy được bò nó, em đứng xa hay xa cho cô thấy lõ trọn bò, cực kỳ ha. Đó, con này hay nhú sừng chú anh chị, cái con bông bông ha, nó mình nuôi vỏ béo mà. Ba con chỉ có 49.500 nè, cực kỳ yêu thương luôn. Đó cô chú anh chị mình nhanh tay xem chốt hay không có còn ban nào không, để hơn ban này đâu chú anh chị, cực kỳ không. Đó ha, giờ hình ảnh chiều cao giá cả mới gửi lại thì cô chú anh chị mong thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Rồi để tiếp tục hình ảnh ghi, hôm nay em lên bò được kem lõi của chú anh chị. Đợt này cũng còn 8 tháng bò chú anh chị. Cao chiều cao là 1m2 bò lên không dưới ha. 1m2 bò lên, con này thì
gọi lõi bò thì chủ nhà này nuôi không chăm sóc không kỹ nè ăn, thì chú chị mua về liên hệ về chăm sóc lên chỗ béo lên nữa là ngon luôn. Con này cũng dẻo dẻo bò chứ không được ú cho lắm hả chú anh chị. Đó, con bò này bán giá là 18.500, đó cực kỳ không, bò lõi này cỡ 8 tháng bò đi lên này bán 18.500 ha. Thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em, chiều cao của nó dao động mà 1m2 bò đi lên chứ không dưới ha. Đó, thì mong cô chú nhìn thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha, cực kỳ không các em ha. Lực pin ú nù kem này nó lứa bò chú anh chị, thì thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Trước mặt chúng ta hình ảnh con bò gu xin chữa ha, được 4 tháng giao tinh kem, đang chữa lứa thứ 3, nó bò có đẻ rồi ha. Bên em bao loại lú là 3 tháng chú anh chị, chữa thì về trong vòng tuần lễ mới khám lại cho em, nếu mà không chữa thì bên em thu hồi bò về ha. Con này nè gu xin chú anh chị, màu đỏ mặt ha, chân cẳng là hoàn thiện hết nè, không có bú bắt xe xuống lúng xuống được hết, móng đẹp ha chú anh chị, lúng hơi cạn ha. Đây xương sóc nè khá ha. Con này chiều cao mà có đo được khoảng 1m27 bò ha chú anh chị. Đây đó vô 4 tháng à, màu đỏ mặt cực kỳ ha, đẹp, sai tích nghiêm chỉnh hết rồi. Lâu gì đây bò, hiện bò này anh chủ nhà không bán giá là 28 triệu chốt hả chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em, 28 triệu giá chốt nha, cực kỳ bò không, lông đuôi nè lệch bạch thấy không, dữ dằn hả chú anh chị, sái tích đường nghiêm chỉnh hết nha, không có. Đây chân cẳng hay bò này đã tiêm ngừa vaccine đầy đủ rồi nha, cô chú chị việc cái việc là nuôi thôi nó đẻ ha. À, giá cực kỳ thương luôn, bò chữa mà có 28 triệu. Đó thì cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em. Em quay tầm xa cho cô chú thấy rõ con bò này cực kỳ không, đó chân cẳng là hoàn thiện hết, lông da sát lạc luôn ha, u xin có sừng nha, sai tích nghiêm chỉnh hết. Đó, con này thì cô chú gì về nuôi để giống là cực kỳ luôn, mồi xin nó đẻ nhặt bò đó. Hình ảnh hén bò cực kỳ đẹp không, thôi mong cô chú về gần xa muốn mua liên hệ cho em ha. Giá hàng có báo lời ha, chiều cao có báo lời, chiều cao là khoảng 1m27 bò đã về ha chú anh chị, con hồi nằm đàn tung tung đó, bò nha, hàng bán nhẹ tiền thì cô chú anh chị mua con bò này là về đẻ là không sợ lỗ mấy gì, nó đẻ tiền ha, chỉ có 28 triệu à, mà con bò trên anh vậy nè là chữa 4 tháng rồi chú anh chị đó.